Quý vị và các bạn thân mến, trước mắt quý vị là bộ dàn karaoke gia đình Isophone IP9910. Nó được phát trực tiếp âm thanh từ một điện thoại thông qua kết nối Bluetooth. Mình sử dụng nhạc trên YouTube, nhạc rất bình thường thôi. Đây là mẫu sản phẩm mới ra mắt của loa kéo xanh. Tuy nhiên, nó nhận được rất nhiều sự quan tâm đông đảo của toàn thể quý vị yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Nhưng quý vị muốn một bộ loa karaoke nhỏ gọn, tiện dụng trong gia đình, chúng ta có thể sử dụng với bất kỳ một loại kết nối nào, miễn là có nguồn phát nhạc từ TV, từ máy tính, từ điện thoại, từ máy tính bảng iPad. Chúng ta chỉ cần sử dụng kết nối Bluetooth hoặc sử dụng cổng quang hoặc là những cái dây AUX, dây LAN là chúng ta đều có thể chơi nhạc và hát karaoke. Mình sẽ đẩy nhạc to lên một chút để quý vị trải nghiệm âm thanh của nó. Nhiều quý vị vẫn lầm tưởng một bộ loa có kích thước nhỏ thì âm thanh, công suất của nó nhỏ, nhưng không phải như vậy đâu. Cái âm lượng, cái công suất của âm thanh nó phụ thuộc vào công suất cục đẩy và công suất của từng củ loa trên thiết bị đó. Với bộ loa Isophone IP9910, nó sử dụng hệ thống 6 củ loa 3 đường tiếng với 4 củ loa bát. Hai loa bát màu đen ở dưới cùng nó đảm nhận âm thanh siêu trầm. Cái loa bát màu xám bên trên nó đảm nhận âm thanh bát trung. Và hai cái loa siêu chất bên trên thì nó tái tạo những âm thanh tần số cao, giúp cho quý vị có được những cái bản nhạc nó đầy đủ, chi tiết nhất. Cục đẩy của bộ Isophone IP9910 nó có tổng công suất là 2.400W với mức kênh là 1.200W. Với công suất này, quý vị có thể đánh thoải mái trong gia đình hoặc chúng ta có thể tổ chức những cái sự kiện vừa phải ở ngoài trời. Mặc dù đây là một bộ loa karaoke cố định, nhưng với thiết kế nó tối giản, nó tiện gọn như thế này, quý vị có thể mang ra ngoài trời, đánh ở bất cứ nơi đâu. Chúng ta chỉ cần bê hai chiếc loa và một cái cục âm ly trung tâm ra bất cứ nơi đâu. Mặc dù không có bánh xe, nhưng ta di chuyển nó rất là dễ dàng, bởi vì mỗi một chiếc loa nó chỉ nặng 35 kg, nó không quá nặng. Chúng ta có thể bê từng bộ phận của nó tách rời ra, nó rất là gọn gàng. Mình sẽ đổi sang một bài nhạc với tiếng bass mạnh mẽ hơn để quý vị trải nghiệm được cái chất bass của cặp loa này. Dù kích thước của cặp loa này nó rất là nhỏ bé, nhưng nó sử dụng công nghệ loa nén, tức là một chiếc loa kích thước nhỏ nhưng nó tạo ra âm lượng vô cùng lớn, công suất của nó cực mạnh. Nhất là chúng ta chơi những bài nhạc với tiếng bass mạnh mẽ, nhạc sống, nhạc sàn, nhạc remix thì cặp loa này nó cho tiếng bass rất là chắc. Tiếp tục là một bản test cực mạnh để quý vị trải nghiệm được cái chất bass rất lực của cặp loa này. Nếu có thể, chúng ta hãy sử dụng những cặp tai nghe hoặc những bộ loa nghe nhạc chuyên dụng để chúng ta trải nghiệm được chất âm một cách chính xác nhất. Tiếng bass đánh căng tròn. Nhiều quý vị không có kiến thức về âm thanh, chúng ta thường so sánh kích thước loa bass với nhau. Cụ thể quý vị so sánh cặp loa này bass 30 so với những chiếc loa kéo chạy bình ắc quy loa bass 40-50. Nhưng xin thưa quý vị, cặp loa bass đôi 30 này nó có thể chấp 5-7 con loa kéo bass 50. Nói về công suất quý vị nhá, mình chưa nói về chất lượng âm thanh. Đương nhiên là về chất âm thanh thì những cặp loa như thế này đã đập chết tất cả những con loa kéo có bình rồi. Nhưng mà so về công suất thôi thì nó cũng cân được rất là nhiều những chiếc loa kéo có bình cộng lại. Mặc dù nó sử dụng loa bass đường kính chỉ là 30, nhưng những chiếc bass này nó đều sử dụng côn 76 và từ 190. Tiếp tục là một bản nhạc rất quen thuộc để chúng ta trải nghiệm âm thanh của những chiếc loa. Tại sao loa kéo xanh thường sử dụng những bài nhạc chung cho nhiều loa? Bởi vì chỉ khi quý vị nghe được cùng một bài nhạc trên nhiều chiếc loa, quý vị mới có được cái sự so sánh khách quan và chính xác nhất.
Đây là một chiếc loa bát đôi ba tấc. Tuy nhiên, hai chiếc loa bát trên cùng một thân loa, cái trách nhiệm của nó khác nhau quý vị nhé. Mỗi cái loa bát nó có một cái sứ mệnh riêng biệt. Cái loa màu đen bên dưới nó đảm nhiệm âm thanh siêu trầm, tái tạo nên những tần số thấp nhất nhưng nó trầm sâu nhất trong bản nhạc. Từ đó quý vị sẽ cảm nhận được trọn vẹn bài ca, tiếng hát. Còn cái loa bát xám bên trên nó đảm nhiệm những tiếng bát trung, tức là những tiếng bát ở tần số cao hơn, như là cái giọng hát của chúng ta, lời nói của ca sĩ, giọng hát của ca sĩ, hay những cái nốt trung trong bài nhạc. Thì cái tiếng bát này nó đánh đục đủ giải trầm, đủ giải trung, nó mới tạo nên một cái âm thanh với giải liền lạc, không bị thiếu hụt bất kỳ một cái giải nào. Quý vị biết là trong một cái loa bát thì là cái giải siêu trầm và cái giải trung nó thường tỷ lệ nghịch, đối nghịch với nhau. Một chiếc loa bát đảm nhiệm tốt giải siêu trầm thì cái giải trung của nó rất là kém, và một chiếc loa bát đánh tốt giải trung thì giải trầm nó xuống không được sâu. Và chiếc IP9910 nó có hai loa bát đảm nhiệm hai cái sứ mệnh khác nhau, giúp cho quý vị có được cái chất âm nó tuyệt vời nhất trong cái tên sách mà quý vị bỏ ra. Nhìn chung thì đây là một cặp loa dành cho những quý vị có lỗ tai thẩm âm khó tính. Quý vị muốn một thiết bị nhỏ gọn sử dụng trong gia đình nhưng nó có mang lại cái chất lượng âm thanh, cái giải trầm đầy uy lực tương đương với những bộ loa đám cưới, những bộ loa karaoke chuyên nghiệp. Và đặc biệt là trong cái ngân sách dưới 30 triệu đồng, nếu quý vị đi ghép những cái bộ dàn rời, rất khó quý vị có được cái chất âm tương đương với cặp loa này. Để có điều này, ngoài chất lượng linh kiện, chất lượng củ loa, chất lượng phân tần, chất lượng đẩy vang mic, cái quan trọng hơn là có một sự tương thích đồng bộ. Để có điều đó thì bắt buộc phải có những kỹ sư âm thanh, họ nghiên cứu để chế tạo ra được những cái thiết bị nó tương thích hoàn toàn với nhau. Cục đẩy vang mic tương thích với nhau, tương thích với thùng loa, với củ bát, củ chét, và đặc biệt là cái mạch phân tần. Thưa quý vị, một bộ loa nó giống như là một cái cơ thể của con người. Mỗi một thiết bị nhỏ đóng vai trò như một cái cơ quan của con người. Chúng ta sống không thể khỏe mạnh được nếu như một trong những cơ quan nội tạng của chúng ta nó hoạt động không tốt. Thì đây cũng vậy, và nó phải tương thích với nhau. Đơn giản như nếu cặp loa bát loa chét rất là hay, nhưng cái phân tần chúng ta không hợp với hai cái bộ, hai cặp loa đó, nó không thể đưa ra được những cái giải tần số để tương thích với cặp bát cặp chét, thì cái đôi loa của chúng ta coi như vứt đi. Mặc dù có thể là bát, có thể là chét phân tần, nó rất là đắt tiền, nó rất là ngon rồi, nhưng nó sinh ra không dành cho nhau, nó không hợp với nhau, thì chúng ta phối ghép với nhau nó gần như một cái sự cưỡng bức. Và bất kể một cái điều rồi đó cưỡng bức thì không bao giờ nó đạt được cái hiệu quả tối đa cả. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây xin mời quý vị hãy lắng nghe một ca khúc Bolero được thể hiện bằng lời hát của ca sĩ. Qua đó thì quý vị có thể cảm nhận được cái chất nhạc khi tái tạo cái giọng hát của ca sĩ nó như thế nào. Bởi vì chúng ta nghe nhạc như thế nào thì cái chất mix chúng ta thu được nó gần như vậy. Quý vị và các bạn có thể cảm nhận được giọng hát của ca sĩ rất là trầm ấm nhưng nó không thiếu đi phần sắc nét. Và khi đánh giá chất lượng âm thanh của một bộ nghe nhạc cũng như là bộ hát karaoke, quý vị không nên chú trọng vào một cái giải hay một cái chi tiết nào đó. Chẳng hạn như có những quý vị cuồng âm trầm, quý vị chỉ tập trung vào tiếng bát, cứ bát đánh phải thật mạnh, mới thế là hay. Nhưng không phải đâu quý vị, tiếng bát quá mạnh mà tiếng bát lại không tốt thì nó làm cho âm thanh của chúng ta bị vẩn đục, và nó chèn cái lời của chúng ta, tức là cái trung âm của nó trở nên mờ nhạt hơn, và cái tiếng chét của nó trở nên bí bách hơn. Tiếng bát nó phải vừa phải thôi, nó êm, nó sâu, nó không lẫn vào cái giải trung, cái giải chét, và chúng ta cảm nhận được một âm thanh nó phải tách bạch, sắc nét, rõ từng giải. Quý vị thấy được cái tiếng trống của nhạc cụ, cái tiếng trung của kèn của lời hát ca sĩ, và những cái tiếng chét nó leng keng tí tách. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi một sản phẩm khi sinh ra nó đều có một cái sứ mệnh của riêng nó, và mỗi một chiếc loa nó đều có một cái thế mạnh riêng. Nhưng theo cái đánh giá của mình thì cái thế mạnh lớn nhất, cái điểm ăn tiền nhất của cặp loa Isophone IP9910 này
nằm ở khả năng hát karaoke của nó với tiếng mic rất sáng, đồng thời cái độ hút của mic rất tốt. Khi quý vị hát trên cái chiếc loa này, quý vị cảm nhận là chúng ta không cần phải dùng quá nhiều hơi, quá nhiều sức, mà cái tiếng mic nó lên được rất là rõ ràng.